Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái dây cài tóc giống như thế này. Đầu tiên các bạn móc cho mình 100 mũi bính. Ở đây mình đã móc sẵn 100 mũi bính. Sau đó các bạn quay kim móc lại và đâm kim móc vào cái bính thứ 5, móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình 2 mũi bính. Tiếp tục các bạn đâm kim móc vào mũi bính thứ 3 và móc cho mình một mũi kép. Sau đó lại móc lên 2 mũi bính. Đâm kim móc vào mũi bính thứ 3, móc một mũi kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết cái dây bính 100 này. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ nhất, các bạn lại tiếp tục móc ra cho mình khoảng 20 mũi bính. Ở đây mình đã móc sẵn khoảng 20 mũi bính. Sau đó các bạn quay kim móc lại và móc mỗi một bính là một mũi đơn. Đến ô đầu tiên này, các bạn móc cho mình 5 mũi móc đơn. Xin lỗi các bạn, 5 mũi kép. 2 mũi móc kép. 3 mũi móc kép. 4 mũi móc kép. 5 mũi móc kép. Kế đến là 1 mũi móc đơn. Sau đó là 5 mũi móc kép trong một ô. Hai mũi móc kép. 3 mũi móc kép. 4 mũi móc kép và mũi móc kép cuối cùng. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Rồi sau đó các bạn cũng móc ra cho mình 20 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau đó các bạn cũng móc vào cho mình cứ mỗi một bính các bạn móc một mũi móc đơn. Sau khi móc hết một hàng móc đơn trở vào trong, các bạn cũng tiếp tục móc vào ô đầu tiên cho mình là 5 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc vào ô kế bên là một mũi móc đơn. Tiếp tục lại là 5 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến cuối hàng. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta đã hoàn thành được một cái sản phẩm như thế này.
các bạn có thể đính thêm một cái bông hoa màu trắng để trông cái dây kẻ tóc có vẻ đẹp hơn. Chúc các bạn thành công.